Hàng loạt thông tin về việc thu nhập cao chỉ nhờ làm việc online đã khiến mạng xã hội trở thành kênh tìm kiếm việc làm được ưa chuộng. Và cũng từ đây thì hàng loạt các thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng cũng nở rộ. Nhiều đối tượng là nạn nhân bị lừa rồi lại bị dẫn dắt để trở thành kẻ đi săn, tìm kiếm con mồi nhằm tiếp tay cho các đối tượng trực tiếp thực hiện hành vi lừa đảo. Tuyển nhân viên gia công tại nhà. Công việc đơn giản, thu nhập cao từ 200.000 đến 300.000 đồng một ngày, không cần đặt cọc. Những lời chào gọi hấp dẫn như thế này đang xuất hiện dày đặc trên mạng xã hội. Tuy nhiên, khi kết nối với những tài khoản đăng bài rồi làm theo hướng dẫn của chúng, người dùng sẽ bị dẫn dụ nạp tiền vào tài khoản của các đối tượng lừa đảo dưới hình thức đầu tư sinh lời, kinh doanh tiền ảo và bị chiếm đoạt. Còn người môi giới sẽ được hưởng 25.000 đồng trên mỗi nạn nhân kết nối thành công. Người ta cấp cho em Facebook và bài đăng, thì em làm theo hướng dẫn của người ta, và người ta chỉ dẫn cho đăng vào nhóm, thì đăng vào các hội nhóm để câu người khác vào xin việc đấy. Khoảng thời gian em làm thì có ngày được hơn 100 với lại ngày 200. Đào sâu điều tra một vụ lừa đảo có chiêu trò việc nhẹ lương cao, Công an huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa phát hiện các đối tượng trực tiếp thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản thường sử dụng địa chỉ IP ở nước ngoài. Để mở rộng khả năng tiếp cận với các mục tiêu, chúng dùng thông báo tuyển dụng làm mồi nhử, sau đó gây dựng mạng lưới cộng tác viên trong nước. Qua ứng dụng Telegram, chúng hướng dẫn cộng tác viên dùng địa chỉ Facebook ảo, đăng bài đăng ảo, thu thập thông tin cá nhân của người dùng, dẫn dụ người dùng kết bạn với chúng nhằm thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên Internet. Như vậy, chúng đã biến nạn nhân ban đầu trở thành kẻ tiếp tay giúp sức tích cực cho hành vi phạm pháp. Tôi có quen biết một số người ở bên Campuchia ấy, thì người ta giới thiệu cái việc làm đấy là tuyển nhân công làm việc tại nhà, cứ đăng bài lên trên hội nhóm nữa. Bị gắn cờ thì lại dùng Facebook khác đăng, thu nhập một ngày khoảng 300-400 nghìn, nên là tôi đã giới thiệu thêm nhiều người ở địa bàn huyện Như Xuân mình vào làm việc. Khi người dân đã dính bẫy thì chúng cung cấp cho người dân các cái tài khoản ngân hàng mà đã được mua đi bán lại nhiều lần qua nhiều tay và không chính tên chính chủ. Đối với người dân thì khuyến cáo người dân là không ham rẻ, không hám lợi, không tin vào các cái việc nhẹ lương cao mà các cái đối tượng không rõ nhân thân lai lịch ở trên không gian mạng đưa ra. Theo tính toán sơ bộ, cả nước có hàng trăm người tham gia mạng lưới cộng tác viên kiểu này, tiếp tay cho các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt khoảng 600 tỷ đồng của nhiều nạn nhân trên cả nước. Người dân cần hết sức tỉnh táo, tránh mắc bẫy việc nhẹ lương cao làm online và không biến bản thân thành kẻ đi lừa đảo người khác.